Đoàn Bông Sen Sài Gòn lên tiếng vụ Minh Béo khoe đóng vai Đức Phật. Hôm 4 tháng 8, diễn viên Minh Béo gây chú ý khi đăng tải hình ảnh hóa trang thành Đức Phật, đồng thời cho biết đây là vai diễn của mình trong một dự án. Anh viết, vinh dự được nghệ sĩ Phượng Trang phân vai Đức Phật A-di-đà cho vở diễn sân khấu Phật giáo mới nhất. Đang thử phục trang chuẩn bị cho vai diễn tâm linh mới. Hình ảnh này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Khi đọc thông tin này, đa phần cư dân mạng cảm thấy bức xúc trước việc Minh Béo được mời đóng vai Đức Phật. Thậm chí, một số người còn mang ồn ào quá khứ của nam diễn viên ra để chỉ trích, cho rằng việc anh vào vai này là một sự xúc phạm. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn phản ứng gay gắt với chủ đoàn và cho rằng việc mời Minh Béo tham gia là để thu hút sự chú ý, muốn tạo scandal. Một tài khoản bình luận, hết người hay sao lại mời người này? Bao nhiêu chuyện xảy ra, liệu có đáng để trở lại với diễn xuất hay không? Chứ đừng nói đến đóng một vai tôn kính như Đức Phật. Người xem khác chia sẻ, thôi thua luôn mấy ông đạo diễn rồi. Một cư dân mạng nêu quan điểm, tôi đang nhìn thấy cái gì đây, tội của anh sẽ gánh chồng thêm. Không phải ai cũng có thể vào vai Đức Phật đâu. Bộ hết diễn viên rồi hay sao mà đưa người này đóng vai Đức Phật, tôi phản đối. Một khán giả nêu ý kiến, chúng tôi đã liên hệ với nghệ sĩ Phượng Trang, trưởng đoàn Bông Sen Sài Gòn để tìm hiểu sự việc. Bà phủ nhận thông tin mời Minh Béo tham gia vai diễn Đức Phật như nội dung nam diễn viên này chia sẻ trên trang cá nhân. Đồng thời, nghệ sĩ Phượng Trang nói thêm, hôm qua bên chương trình của chúng tôi tập tuồng mới lấy phục trang cho các bạn thử. Minh Béo có lấy mặt thử rồi đăng hình lên Facebook, tôi mới kêu cậu ấy gỡ bài xuống. Sao mà Minh Béo đóng vai đó được? Tôi đính chính là không có, chỉ có Minh Béo mượn bộ đồ để mặc. Theo nghệ sĩ Phượng Trang, bộ trang phục Minh Béo mặc đăng tải trên Facebook là một diễn viên khác trong đoàn. Bà khẳng định sau khi biểu diễn sẽ quay clip lại để đính chính với khán giả. Tôi có nói cậu ấy giỡn như vậy là kém chuyên, tôi bực lắm. Tôi khẳng định Minh Béo chỉ mượn để mặc thử thôi. Tính ra thì cậu ấy ẩu quá, đùa như vậy không hay. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, tôi không nói về quá khứ nhưng ngoại hình phải đẹp để vào vai này. Vài ngày nữa tôi biểu diễn rồi, đăng hình mọi người sẽ thấy. Nghệ sĩ Phượng Trang chia sẻ, nói thêm về vụ việc của Minh Béo, nghệ sĩ Phượng Trang cho hay, quá khứ của người ta thì mình không biết, nhưng khi người ta đến với mình thật tâm, hay đi từ thiện, làm việc tốt thì tôi giữ, thấy xã hội chửi nhiều mình cũng thấy tội. Dù vậy, trưởng đoàn Bông Sen Sài Gòn không hài lòng với việc Minh Béo đăng ảnh mặc bộ đồ của đoàn rồi bảo được phân vai. Bà cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến đoàn nên yêu cầu anh gỡ bài. Ngày 7 tháng 8, đoàn chúng tôi diễn, mọi người sẽ thấy, đảm bảo không phải là Minh Béo diễn vì đoàn đã có người đóng vai Đức Phật. Thậm chí trên poster cũng có chương trình hát, diễn viên đóng vai Đức Phật có rồi, bà khẳng định. Minh Béo có thực sự hoàn lương? Minh Béo từ diễn viên hài nổi tiếng tới tội phạm ấu dâm. Trước khi nhận tội xâm hại trẻ vị thành niên trước tòa án Mỹ hôm 10 tháng 8 năm 2016, Minh Béo có 15 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều đóng góp cho sân khấu hài phía Nam. Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1977. Anh là con út trong một gia đình người Việt gốc Hoa ở Tiền Giang. Từ nhỏ, Minh Béo đã có ngoại hình mập mạp, gia đình không có ai tham gia nghệ thuật. Nhưng Minh Béo sớm bộc lộ đam mê diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh giấu bố mẹ thi vào cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Ngoại hình quá khổ của Minh Béo khiến nhiều người ban đầu e ngại. Sau đó, Minh Béo bằng tài năng đã thi đỗ với số điểm cao. Ngay từ những ngày đầu làm sinh viên, Minh Béo theo chân các diễn viên như Kiều Oanh, Minh Nhí đi diễn hài. Nghệ danh Minh Béo cũng theo anh từ đó. Năm 1999, Minh Béo tốt nghiệp khoa diễn viên kịch của trường. Cùng năm, anh đoạt giải diễn viên xuất sắc với vai Tư Cao Thủ trong vở Cưới Chạy tại Liên hoan sân khấu quần chúng. Năm 2002, Minh Béo về đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Anh tạo dấu ấn với vai diễn Phước Em Chả trong vở Số Đỏ. Cùng với thời gian này, Minh Béo lập nhóm hài 6 thành viên, toàn người trên dưới 100kg, gồm Phước Kiên, Bình Mập, Chiến U, Thái Tròn, Tuyền Mập. Minh Béo đảm nhận nhiều vai trò như đạo diễn, viết kịch bản, diễn viên, tìm sâu diễn. Họ từng giành giải nhóm hài được yêu thích nhất năm 2002 do câu lạc bộ Chiều Thứ Năm, nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Năm 2006, nhóm được ghi nhận kỷ lục là nhóm hài mập nhất Việt Nam. Năm 2005, Minh Béo tốt nghiệp khoa đạo diễn của trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Sự nghiệp của anh ngày càng phát triển. Minh Béo cộng tác với nhiều sân khấu như 5B, IDCAF, Thế Giới Trẻ. Anh xuất hiện trong nhiều vở diễn như Con Ai, Phận Làm Gái,
cái bình cổ, chị dậu, vô tình, cô gái ăn cắp, làm gái, đem cho thừa đáng nhớ, mướn chồng. Không chỉ dương hài, anh còn hát cả lương. Minh Béo trong vở diễn Trạng Làm Quan. Ngoài sân khấu, anh tham gia phim truyền hình, Tội Phạm, Lục Vân Tiên, Dưới Cờ Đại Nghĩa, Anh Chỉ Có Mình Em, v.v. Đạo diễn kịch với các vở Người Cùng Xóm, Những Dòng Xoáy, Chế Tạo Ca Sĩ, v.v. Minh Béo cũng thành công với vai trò MC các chương trình Tích Tắc, Ai Vào Bếp. Đặc biệt, anh gắn bó với chương trình Lục Lạc Vàng từ năm 2011. Chương trình đưa hình ảnh Minh Béo đến gần với những người nông dân vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn. Minh Béo từng kể, anh hạnh phúc khi được một cụ già hơn 90 tuổi đứng chờ để được gặp mình, hay cảm động khi chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của các em nhỏ. Cuối năm 2013, Minh Béo quyết định thành lập sân khấu kịch Sao Minh Béo với mục đích lấy tiền lợi nhuận làm từ thiện. Minh Béo tham gia Bước Nhảy Hoàng Vũ năm 2010, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Minh Béo tổ chức live show 15 năm tổng kết hành trình đến với ngày của anh. Live show có tên Chuyện Tình Mr. Béo. Diễn viên Minh Béo sang Mỹ lưu diễn từ ngày 18 tháng 3 tại California. Tối 27 tháng 3, người quản lý của Minh Béo tại Mỹ thông báo cho các nhà tổ chức có show với nghệ sĩ này việc anh đã bị cảnh sát ở quận Cam, Nam California bắt giữ. Minh Béo bị truy tố với 3 tội danh gồm quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô. Năm 2014, Minh Béo từng dính scandal vì bị cáo buộc gạ tình diễn viên trẻ trong nước. Một nam diễn viên trẻ, viết tắt là NH, chia sẻ trên mạng xã hội đã bị Minh Béo dụ dỗ sàm sỡ trong một lần mời anh bàn chuyện biểu diễn. Minh Béo đã lên tiếng bác bỏ mọi chuyện và cho rằng mình chỉ là nạn nhân của vụ việc. Chiều ngày 10 tháng 8 năm 2016, theo giờ California Mỹ, phiên xử lần thứ 6 vụ Minh Béo bị tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em diễn ra ở tòa thượng thẩm quận Cam chi nhánh Westminster, California. Nam diễn viên nhận tội, anh được tòa đề nghị 18 tháng tù giam, bản án sẽ được tuyên vào ngày 16 tháng 12. Trao huy chương cho Minh Béo là chuyện khôi hài. Đó là chia sẻ của độc giả Thuận sau khi lắng nghe những ý kiến của nghệ sĩ nhân dân Việt Anh trong bài viết Vụ Minh Béo, vấn đề không phải ở chiếc huy chương, đăng tải trên Vietnamnet. Bạn cho biết, trao huy chương cho Minh Béo là một chuyện rất khôi hài. Giả sử diễn có tốt thật, thì khi thấy một diễn viên có chàm trên sân khấu, khán giả có bức xúc không? Tiếp tục luồng ý kiến này, độc giả máy móc chia sẻ. Hoài Linh thì huy chương vàng, Minh Béo thì huy chương bạc, hết muốn nói luôn. Ngành văn hóa mà không cần xét tiêu chí văn hóa thì chịu rồi. Đưa ra ý kiến tương tự, bạn Ngọn Trúc thậm chí còn nhắc tới chuyện tẩy chay. Sự việc tại đình của Minh Béo vẫn còn nóng hổi với công chúng Việt Nam, nên việc trao giải cho anh ta là quá vội vàng. Công chúng có quyền tẩy chay và không xem Minh Béo biểu diễn. Tiếc là cái nhìn của nghệ sĩ Việt Anh không giống như của công chúng. Bác Việt Anh có thể vội vàng đón nhận, nhưng công chúng thì không dễ dãi như vậy. Khi phần đông công chúng đã lên tiếng, những người làm công tác nghệ thuật cũng phải nhìn nhận lại cách suy nghĩ đánh giá của mình. Chưa nói đến yếu tố, người cùng nghề với nhau nên dễ xoa xoa. Độc giả Ngọn Trúc nhận xét thêm về những ý kiến của nghệ sĩ nhân dân Việt Anh xoay quanh vấn đề Minh Béo được huy chương bạc tại một liên hoan kịch nói. Minh Béo có thật sự hoàn lương? Vấn đề này cũng được nhiều độc giả đặt ra. Bạn Văn Bình cho biết, quan trọng là Minh Béo đã thật sự hoàn lương chưa? Sau vụ âu dâm ở Mỹ, về Việt Nam sau đó anh ta vẫn bị tố có thêm vụ việc nữa kìa. Chung quan điểm, độc giả Nhàn chia sẻ, vấn đề là anh ta sau khi mãn hạn tù có ăn năn hối cải không, có thay đổi không? Hình như là không. Sau khi về nước, anh ta vẫn âm thầm hoạt động, còn bị các đàn em tố gạ tình. Thử hỏi làm sao khán giả có thể tha thứ? Bạn Thế Bình thậm chí còn cho rằng để Minh Béo đứng trên sân khấu là không tôn trọng khán giả. Minh Béo đã phạm tội, đã bị xử tù, nhưng ra tù anh ta vẫn có những hành vi tương tự mà đồng nghiệp đã lên án. Tối nay không thể rũ bỏ được, đưa Minh Béo lên biểu diễn là sự sỉ nhục người xem. Không phủ nhận năng lực nghệ thuật của nam diễn viên từng dính nhiều scandal, nhưng độc giả Nguyễn Hải Trần có góc nhìn rất đáng quan tâm. Có thể về mặt năng lực chuyên môn, Minh Béo đạt huy chương bạc là đúng, nhưng chưa đúng thời điểm. Từ khi về Việt Nam, mình chưa làm gì để thể hiện sự ăn năn, thể hiện trách nhiệm và chịu trách nhiệm. Bạn Dũng Lê Văn cũng nêu ý kiến tương tự. Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Chấp nhận thì được, nhưng vinh danh thì không. Và đây cũng là quan điểm của nhiều độc giả. Ví như bạn Vi Nguyễn, giải thưởng phải quy tụ đủ cả về tài năng và đức độ. Nói rằng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, thì có thể tạo điều kiện cho anh ta hoạt động biểu diễn, có công ăn việc làm để kiếm sống, nhưng tuyệt đối không thể trao giải cho một người như vậy. Nếu đã lỡ phạm sai lầm,
sẽ không thể tha thứ. Bạn Phúc tán đồng ý kiến của nghệ sĩ nhân dân Việt Anh. Lấy từ bi làm gốc, chúng ta đang mong cầu bất cứ ai làm nghệ sĩ đều không phạm sai lầm. Nếu đã lỡ phạm sai lầm sẽ không thể tha thứ và hết đường quay lại cống hiến cho xã hội hay sao? Đừng nhìn vào huy chương, hãy xem tấm huy chương là sự bao dung tha thứ để anh Minh Béo đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Tương tự, các độc giả như Văn, Dương Thị Thảo, Đặng Văn Huân cũng ủng hộ nghệ sĩ nhân dân Việt Anh khi nêu ý kiến. Tôi đồng ý với ý kiến của nghệ sĩ nhân dân Việt Anh. Chúng ta nên đánh kẻ bỏ đi, chứ đừng đánh người quay đầu lại. Tù chung thân vẫn còn được đặc xá khi họ cải tạo tốt mà. Đừng nên chặn đường sống và đưa họ vào bước đường cùng. Hay, khi mắc lỗi thì phải sửa chữa lỗi. Chúng ta nên cho người ta cơ hội để người ta chứng minh bản thân họ. Không nên định kiến khi người ta đã thực sự thay đổi thành một công dân tốt. Đó là quan điểm của tôi. Nếu xét thấy Minh Béo không có tư cách dự thi thì không cho thi. Còn đã cho dự thi rồi thì căn cứ vào kết quả mà trao giải là chuyện bình thường. Đứng giữa những ý kiến trái chiều về vụ Minh Béo, những chia sẻ của độc giả Lê Bình khá đơn giản nhưng lại có góc nhìn đáng lưu tâm. Muốn biết sự việc đúng hay sai thì phải căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành. Nếu việc trao huy chương cho anh ta mà sai so với các quy định liên quan thì hủy bỏ, nếu không thì thôi. Quả thật là vậy, chúng ta đang sống trong một xã hội có pháp luật và phải thượng tôn pháp luật, chứ không thể chỉ là anh hùng bàn phím, phán xét và áp đặt theo góc nhìn của cá nhân.